Kính chào quý vị và bà con. Sáng sớm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi nằm ở phía Tây Bắc Bộ gây mưa rào rải rác. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Từ đêm nay ở Trung Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Xu hướng trong thời gian từ 1 đến 2 ngày tới thì khu vực vùng biển phía Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có cường độ ổn định và di chuyển ra phía Đông. Kết hợp với ảnh hưởng của dòng xiết gió Tây trên cao nên trời duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa phùn. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 cho đến ngày 14, khu vực vùng biển Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông trên cao hoạt động yếu. Thời tiết có mưa xuất hiện. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày hôm nay thì bao phủ toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn là dạng mây màn hoạt động gây mưa phùn. Tầm nhìn xa dưới 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, biển động, gây nguy hiểm. Do vậy tàu thuyền nên hạn chế hoạt động. Xu hướng trong một vài ngày tới thì những luồng gió Đông Bắc liên tục bổ sung nên nhiệt độ ở vùng biển phía Bắc duy trì ở ngưỡng lạnh. Do vậy sẽ không thuận lợi cho việc di chuyển của các đàn cá, ảnh hưởng đến năng suất đánh bắt giai đoạn cuối năm. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa phùn vài nơi, tầm nhìn xa dưới 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt trên biển. Giai đoạn từ nay đến cuối tháng tại khu vực sẽ liên tục đón những đợt không khí lạnh tăng cường, do vậy sẽ không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Thời tiết chuyển xấu ở khu vực phía Nam, có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 5, nhiệt độ trên biển có giảm nhẹ khoảng 1 độ, nên phần nào ảnh hưởng xấu cho việc đánh bắt và khai thác của tàu thuyền trên biển. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, chịu ảnh hưởng rìa phía Tây của hoàn lưu áp cao cận nhiệt mở rộng phạm vi hoạt động sang phía Tây. Do vậy, trên khu vực biển miền Trung trời chuyển mây dông, những dải mây dông phát triển trên diện rộng gây mưa rào và dông rải rác cho vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, mây dông cũng phát triển nhiều hơn trên khu vực. Trong hôm nay và ngày mai thì đới gió đông ngoài biển sẽ tiếp tục đem mây dông từ biển vào, gây mưa dông rải rác cho khu vực vùng biển gần bờ. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 5, ảnh hưởng không tốt cho việc khai thác và đánh bắt. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Tại đây có dạng mây màn, trời nắng nhiều. Do vậy, trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực này có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan, ngày hôm nay thời tiết tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, mưa dông tập trung về chiều, dạng mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tăng cường với những đường đằng áp dày xít, do vậy mà trời đầy mây, có mưa rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Xu hướng trong từ 2 đến 3 ngày tới, gió Đông Bắc sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh, thời tiết trên biển chuyển lạnh hơn, không thuận lợi cho sức khỏe và năng suất đánh bắt trên biển. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc. Ngày hôm nay thời tiết có dấu hiệu chuyển tốt hơn, trời giảm mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ hoạt động bình thường, tuy nhiên cần hạn chế di chuyển và đánh bắt trên khu vực Bắc Biển Đông vì năng suất đánh bắt không cao, kèm biển động gây nguy hiểm. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Mây dông phát triển nhiều hơn, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Xu hướng trong từ 1 đến 2 ngày tới, thời tiết trên vùng biển này vẫn còn tiếp tục xấu. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!